Dâu 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 và con sâu trong 500 anh em đã quay trở lại của MBG trong xe bình luận PK lên server. Và đây là MBG chính hãng đến từ server US. Chế độ các Silicon vẫn đang chờ đợi chúng ta trong tuần này. Đừng quên 30 giờ ngày chúng ta 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình nhảy like và subscribe kênh Demo YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cào ép, luôn được cập nhật đăng tải update thường xuyên. Rất mong sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho MBG với cả hai kênh Demo Gaming và Demo YouTube nha. Chiến thôi, yeah. Các Silicon. C. Snyder. C. Snyder, How Hot Maru. Crazy. Ây o, gì? Đi lừa nào vậy? Vanessa. Đua lon hay giáp nhỉ? Ôi, kiểu này vẫn giáp đấy nhỉ. Gồng khỏe chắc như thế này mà không lấy giáp thì lại lấy ai nữa? Thủ ai cơ à? Mentacool 15 giáp vào ôi gai luôn bộ. Nhắm mắt thôi thắng thì hiểu. Kèo này thật sự anh em, kiểu nhắm mắt bạn cũng thắng này. Bạn không cần phải làm gì cả. Kèo này bạn không cần phải làm gì, bạn chỉ việc nhắm mắt mà thôi. Nếu nhắm mắt nghĩ về Lugo, chúng ta sẽ thấy gỗ tâm ai. À, nó không ai FK anh em ạ. Một công mẹ về đôi ba việc thật sự nhỉ. Ô, con này dính phản rồi. いくぞ、消えろ。 Cấm độc chiêu như mày, mày không cấm được tuyệt kỹ của tao đâu. Cấm độc chiêu như mày không cấm được tuyệt kỹ của tao đâu. Nào ấy, gầm cơ mít, gầm cơ đít và thít cơ mông lại giáp ơi. Thít cơ mông lại. Ik
Mày có hẹo mày tao cứu. Vẫn sống được rồi. Kinh đấy, mấy người có sàn như lon nó kéo lại chứ không bình thường, giờ này nó phải đai rồi chứ anh em. Đạt được ba con màng. Giáp còn khỏe hơn là cái kỹ rồi. Chết luôn rồi. Bảo rồi mẹ mày, phản tuyệt kỹ của giáp còn khủng hơn là tuyệt kỹ của giáp mà anh em, phản còn đau hơn là tuyệt kỹ luôn. Chú không biết điều đấy à? Chú không biết là phản của anh còn đau hơn là anh đánh thường à? Tuyệt kỹ của giáp không đau bằng giáp phản đam đấy anh em nhé, đúng không? Giáp phản công còn kinh khủng hơn. Cùng trâu thế cơ, không tin được một phát one shot. Nếu không làm gì nói nhỉ? Liệu tuần sau đã giết được chưa? Tuần 9 giết được rồi. Tuần này là tuần này giết được rồi. Nhỉ? Không gì thay đổi là chết tên này. Làm gì bằng cái nội tại nào nữa. Vẫn còn à. Nhưng chỉ là thoi thóp mà thôi. Thoi thóp mà. Bảo rồi đúng không? Nói với anh em rồi. Tương 9 là mình sẽ giết được con gì ở tương 9 mình là sẽ xử được con ấy thôi, rất nhẹ nhàng. Đến người đấu tiếp theo là No 12 đến từ server F9 Howard Init Maki Kakura Leona Metacool. Thả lấy Metacool còn hơn anh em. Thả tôi lấy Metacool còn hơn.
Lugo à? Metacool Mythic kìa. Metacool Mythic thì lại chơi được Lugo anh em nhé. Metacool với Mythic thì lại chơi được Lugo. Metacool Mythic thì lại chơi được Lugo. Metacool với cả Mythic lại chơi tốt Rugal luôn. Ô. Metacool để vừa trước con loại ấy khỏe thế mà giờ Metacool này mẹ fake à? Metacool này fake anh ạ. Cứ nhiều hai người khác nhau vậy. Hai người hoàn toàn khác nhau ở Metacool. Và đúng là em không vậy. Có đúng là em không vậy Metacool ơi. Đúng là em không vậy Metacool ơi. Địt nhờ. Mẹ phải lên được khiêu khích với con này không là bom. Mình không thích thua rồi. Không lên khiêu khích là thua rồi. Lên khiêu khích thì là thua rồi nha. Được ngay mà. Mẹ con Metacool ảo ma nhờ. Từ trước mẹ tanh khỏe thế cơ mà. Mẹ. Hay nó phải tuyệt kỹ được nó mới khỏe đấy anh em nhờ. Con Metacool nhưng có phải tuyệt kỹ được mới khỏe không vậy? Cũng là Metacool mà sao nó khác biệt quá nhiều vậy? Có gì đó sai sai giữa hai con Metacool vậy anh em ạ? Cực kỳ có gì đó đã sai giữa hai con Metacool 15 của đối thủ game đấu trước và của mình game đấu sau. Rất sai anh em ạ. Rob đến từ server 27. Vẫn là init. Namlet. Mythic. Mythic vừa rồi không chống được các bạn được không? Có Lugo. Ăn nhiều đam quá. Áp cả. Át thì chắc là ăn được Mythic cơ. À nhưng át ăn được, quên mất anh em. Át bên này meta. Sorry anh em, át bên này là meta anh em ạ.
Sorry anh em, áp bên này là meta. Hát bên này là meta. Sai rồi. Hát bên này là meta của bên này anh em ạ. Không phải kẻ bình thường có thể động vào được. Không thiếu kích được. Meta của nó khá khỏe lắm. Meta của nó khác khỏe lắm anh em, đúng không? Máy em ở bên kia chết lâu rồi. Máy ở bên kia mày chết lâu rồi át ạ. Máy ở bên GIP thì Mylix nó cào mày lại chết lâu rồi. Máy mà ở bên JV thì Mylix nó cào mày chết lâu rồi nhá. Máy với mày là mày ở bên bên gì ở bên US. Cào là triệu dưới nào mày ở bên này. Bot meta khác nhỉ. Bot meta ta số khác. Xứng đáng là bot meta. Phải. Không hiểu ứng. Không gì cả. Lâu lắm ở đây có một cái quả khiêu khích cho người đó này anh em. Bây giờ mới được một quả khiêu khích chứ. Nam tử nó là chết ngay. Chị em phải Mylix khuyến khích liên tục thì lúc đầu mới gánh được cho con Google. Lúc đầu không gánh được nhỉ. Cào chết của nó không, điều này là không thể đấy nhỉ. Điều này là không thể anh em ạ. Sống được đến giờ này là cũng dai dách lắm rồi đấy. Cố gắng lắm rồi đấy. Sống giờ này lại cố gắng lắm rồi đấy. Come on.
cần ghế phết chứ đùa. Đứng từ nãy giờ. Nhưng chắc nút lần này là hẹo. Không trụ được nữa. Đã cố gắng hết sức rồi. Chết luôn chẳng. Mythic đã cố gắng hết sức rồi. Cầm cự đến giờ này là đạt cấp rồi đấy anh em nhé. Chơi cái bo được cái át đấy. Thế chứng tỏ là con át này không bá chơi lắm đâu đúng không? Mythic ở bên GAV nó cào cho hai phát thì chắc bay màu. Ok đây anh em ơi, clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha. See you again và thank you.